Âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Trận đấu đường từ bật cú lút trên hai kênh VTC3 và VTC3 HD. Trên màn ảnh quý vị các bạn đang là đội hình thi đấu. Chúng ta có thể thấy những gương mặt xuất sắc nhất đều có mặt trong danh sách chính thức. Đây là trận đấu có sự mặt của hai trong số những thủ môn hay nhất. Một pha bóng tuyệt vời của cao thủ, họ đã phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Không được. Và bắt bóng rất tốt. Minh Châu. Thành Lương. Sau khi trở về từ đội tuyển, cao thủ vào giữa tuần qua đã phải dự cúp châu Âu. Không được. Minh Châu. Thành Lương. Đây là Quốc Vinh. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Một pha vuốt bóng tương đối kỹ thuật, tuy nhiên bóng ăn hơi nhiều. Pha trên phải, một pha bóng thực sự nguy hiểm. Quan Quyết. Trọng Hoàng. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Người sút cũng rất đẹp và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Dứt điểm, rất chuẩn xác. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Quá tinh tế. Karagounis. Trong những trận đấu mà khu vực 16m50 của đối phương đã bị bịt chặt, người ta trông chờ rất nhiều vào những pha dứt điểm từ xa. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Trọng Hoàng. Những tình huống dịch chuyển đội hình hợp lý. Dứt điểm. Vào! Một bàn thắng quá tuyệt vời. Như vậy là cách biệt giữa hai bên đã được nhân đôi. Bàn thắng ngay trước khi hiệp một kết thúc. Tỷ số của trận đấu đang là 2-0. Karagounis. Pha chặn bóng rất tốt. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1.
Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những sự... Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp 2. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Pha phản công. Trên thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự. Cản phá rất đúng lúc. Sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Pha chuyền bóng rất nguy hiểm. Thành Lương. Quan Quyết xoay sở rất khéo. Tiếng còi đã cất lên. Trong bóng đá không có trường phái nào là tối ưu và không thể thống trị mãi mãi. Các trường phái bóng đá cũng giống như mốt thời trang, quay đi rồi lại quay lại, cho dù có những biến đổi đôi chút. Không được. Thành Lương. Trong Hoàng. Đây là Quốc Vinh. Đây là Quốc Vinh. Thành Lương. Quan Quyết. Tình huống nguy hiểm. Không thể không ghi bàn ở một tình huống như thế này. Không được. Không thành công. Dan Pigidis. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Thành Lương. Pha đột phá rất nhanh. Làm gì nào? Đây rồi, bàn thắng đây rồi. Thế trận đang diễn ra một chiều. Đã có được thêm một pha đột công nữa. Xanh đã có được cú đúp. Tỷ số của trận đấu đang là 3-0. Pha di chuyển ra biên. Chắc chắn những phút cuối cùng của trận đấu sẽ rất sôi nổi. Đi bóng tốc độ. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Trọng tài đã thổi phạt. Sẽ có 2 phút bù giờ. Rất khéo léo. Dứt điểm đi. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. Một trận đấu rất hay, cuốn hút. Cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay.